Quỳnh Thư phản pháo khi bị phán xét quá khứ. Quỳnh Thư, cái tên được cho là người thứ ba, bước vào cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp khi Diệp Lâm Anh quyết định ly hôn, nhưng đời không như là mơ. Quỳnh Thư giờ đây cũng chẳng là gì với Nghiêm Đức. Sốc hơn cả là việc Quỳnh Thư ẩn ý chuyện có bạn trai ngoại quốc, cả hai chuẩn bị tiến xa hơn. Từ đây, có không ít ý kiến trái chiều được đưa ra. Có một màn cầu hôn đẹp như mơ, một đám cưới khiến bao người mơ ước. Vậy mà Diệp Lâm Anh lại phải đệ đơn ly hôn chồng là thiếu gia Nghiêm Đức sau 7749 lần ngậm đắng nuốt cay tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Thời điểm đó, Quỳnh Thư được réo gọi khắp cõi mạng. Thậm chí, Diệp Lâm Anh còn tung bằng chứng cùng mẹ chồng đến gặp Quỳnh Thư nhưng cũng chẳng giải quyết được điều gì. Những tưởng sau ly hôn, Nghiêm Đức có thể đường đường chính chính tới bên Quỳnh Thư, cả hai có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không. Mới đây, nam thiếu gia đa tình lại được cho là khóa môi cực ngọt một cô gái khác trong quán bar. Cô gái này được cho là người đẹp Chu Ánh. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác thực. Lúc này, mọi sự chú ý đổ dồn vào Quỳnh Thư. Chưa khảo mà xưng, người đẹp lập tức đăng tải status đầy ẩn ý về việc có bạn trai mới, cũng như chuẩn bị đi nước ngoài định cư. Cụ thể trên trang cá nhân, Quỳnh Thư đã đăng đàn tìm người dạy tiếng Đức. Cho hỏi giáo viên nào dạy tiếng Đức giỏi tại nhà, mọi người giới thiệu dùm Thư nha. Thanks. Giờ mà học tiếng Đức là cả một quá trình rất vất vả đây, vì nghe nói là tiếng khó học nhất thế giới, nhưng phải cố thôi. Ở dưới phần bình luận, khi một tài khoản gợi ý kiếm bạn trai người Đức để học cấp tốc, Quỳnh Thư lập tức phản hồi. Không chị à, ấy của em quốc tịch Đức đó, nhưng muốn dạy là phải có khả năng sư phạm nha chị. Trước bình luận sắp lên xe hoa rồi chị ơi, Quỳnh Thư cũng không ngại thả icon, nhưng ngầm khẳng định điều này sẽ xảy ra. Đáng nói, khi có người hỏi thẳng chuyện lấy chồng Đức, Quỳnh Thư cho biết bí mật sẽ được bật mí vào ngày 14 tháng 2, tức ngày lễ tình nhân tới đây. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cô nàng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt có tài khoản còn ra lời phán xét quá khứ của Quỳnh Thư liên quan thiếu gia Nghiêm Đức. Khổ thân Thư giờ phải ráo riết khỏa lấp bằng một vài thông tin để mọi người hiểu rằng Thư không liên quan, Thư không biết gì hết, Thư đã có người yêu mới, Thư sắp qua bển, Thư không phải bị đá, không không và không. Facebook Thư giải trí thực sự làm những người hóng như tôi cười sảng. Tiếp tục chứng minh đi Thư ơi, thank you Thư. Những tưởng Quỳnh Thư sẽ phớt lờ, nhưng không, cô ấy sau đó đã hồi đáp rằng tất cả sẽ đến như một điều tuyệt vời và không cần chứng minh gì nha em. Cảm ơn em đã quan tâm và hãy tiếp tục quan tâm thêm nữa vì còn nhiều điều hay tiếp theo. Hay như một tài khoản khác bình luận, đứa nào không được yêu nữa đúng là người bị bỏ. Chúc mừng chị nha, ráng bất chấp hốt thức ăn trong miệng người ta. Tưởng đâu nuốt trôi, ai dè nửa chừng phải nhả vì sẽ mắc nghẹn. Quỳnh Thư sau đó phản hồi, em mới là ráng đọc hết bình luận ở đây để biết thêm thông tin mới nhất đi em. Chứ chị đây đang vui vẻ và hạnh phúc lắm, không có thời gian mắc nghẹn em ạ. Có lẽ thông tin mới nhất mà Quỳnh Thư đề cập là một tài khoản còn tung tin nhắn chụp màn hình nhằm tiết lộ cô mới là người cho thiếu gia Nghiêm Đức ra chuồng gà. Đặc biệt, Quỳnh Thư đã có người yêu mới cả nửa năm qua. Tuy nhiên, vẫn có không ít những bình luận tiêu cực nhắm vào cô nàng. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào?